Cô đến thử xem có mấy màu nào. Mấy màu đất nặn nào. Đến to lên mẹ nghe em nào. Wow. 1 tiếp. 2 3 4 5 tiếp. Ở dưới. Ở giữa nữa đúng rồi. Ở giữa có gì? Ở giữa có màu thì mình xếp thế này đi, cho đếm dễ này. Đếm theo thứ tự nhé, đếm từ màu đen trước nha. Đếm này gấu ơi. 1 2 3 4 5 6 7 màu. Giờ gấu mẹ trộn màu màu xanh da trời với màu vàng đi, xem có ra màu xanh lá cây không nhá. Đi, đúng rồi, cũng đưa màu luôn. Đây. Đây lấy một tí này, lấy một tí màu vàng. Một tí rồi. Một tí màu blue nữa, lấy một tí màu blue đi. Để đây. Đâu? Tí thế, tí thẹo này à? Con lấy một tí giống bằng cái miếng màu vàng của mẹ ấy. Thêm nữa. Cho nó rồi. Thêm nữa nào. Đây mẹ bẹo thêm một tí. Ờ à, được, đúng rồi, gấu bẹo thế nào. Thêm nữa không? Thêm tí nữa nó phải bằng nhau nhé con nhé. Bằng nhau. Ok, được rồi các bạn, được rồi. Đấy, để lại tí. Rồi, giờ con trộn hai màu này vào nhau đi. Con vo cái hai viên màu vàng với là màu xanh ra trời lại. Con này kia. Con này kia màu. Con cho chân tí trước nào, con ngồi khăn chân tí trước, đau chân này. Ăn chân tí nào. Đấy, giờ con trộn hai bạn lại nhau. Hai bạn nào? Bạn blue, bạn vàng ấy. Đấy. Mẹ mượn, mẹ trộn phát nhá. Nhìn này này. Đấy. Bám vàng luôn. Xem nó ra màu gì nhá. Vàng màu. Chờ đợi nhá. Trời. Đây màu. Nên thêm tí nữa ok. Một cái. Đấy. Chọn nhé, được rồi các bạn, được rồi. Giờ mình trộn đi. Nên trộn. Mãi không ra màu xanh lá cây nha. Nên cho một chân là cây nào. Chắc là vẫn phải thêm một tí màu vàng nữa rồi ạ. Ừ, cho mẹ tí nữa vào đây. Chứ à. Thỏa. Nhặt lên cho mẹ coi. Được cái này. Cảm ơn gấu nhé. À, có để dành à? Có để dành, có phải cho hộp con đầy lại nó khô ấy con ạ. Đúng rồi, chắc là phải cho mẹ thêm một tí màu vàng nữa. Ra màu xanh lá cây rồi, nhưng mà màu xanh lá cây này hơi đậm. Đấy, cho mẹ thêm một tí màu vàng. Ít thế, cho thêm gì nữa. Lấy mẹ thêm tí màu vàng nè. Đây. Nữa chứ, ủa chủ ít thế. Cho thêm một cục nữa đi. Gấu đổ màu vàng ra như thế. Sao rồi con? Cái gì vậy? Rơi à? Đâu? Ở đây, đây cái này. Như nước chè. Con dèm như này. Nhịn ứng cho mẹ miếng nhỏ đây. Đấy, thế này nhá. Thế là tỷ lệ này là tỷ lệ 1:3. 1 blue và 3 vàng thì nó mới ra màu xanh lá cây đẹp được. Xanh lá cây đẹp. Nhìn xanh luôn này.
như thế này. Kim đúng hề. Đấy, ba kiểm tra màu xanh lá cây chưa nào? Wow. Hay thế. Ôi cối, đừng lấy xuống chiếu con, nó bị chết ra chiếu. Cái này không được chết xuống chiếu đâu, chết lên trên cái đĩa này thôi. Con chết ra chiếu, dính hết vào chiếu là mai là hết cái chơi đấy. Rồi, bọn mình đã làm ra màu xanh lá cây này này. Màu blue và màu vàng. Mẹ ơi, chép này. Chụp lại màu xanh lá cây này. Đấy, màu xanh lá cây chưa? Đây là mèo. Bọn mình giờ đi làm hình đi. Ở đây làm hồng. Rồi lấy mẹ mấy cái nắp kia bọn mình làm hình đi con. Làm hình ô tô đi. Cái nắp hình như nắp blue ấy. Có phải có hình ô tô không? Đấy, nắp màu xanh ra trời ấy. Wow, mình được làm trộn hai màu thành màu xanh lá cây luôn. Đây này. Cam này. Đâu có mẹ mặc một cái nắp mẹ làm hình đi. Một cái này. Ừ, nắp nào cũng được. Đưa nắp nào đây. À. Trời. À đúng rồi, ô tô đây. Đấy. Mẹ làm hình ô tô nhé. Làm hình ô tô này. Hình ô tô. Là hình ô tô từ màu cam cũng được. Từ màu cream ở màu cam cũng được. Từ màu xanh là cây bọn mình vừa tạo ra nhé. Đây, ô tô đây. Ra hình ô tô rồi. Con gì đây? Ô tô này có. Bánh xô. Bánh xô nhỏ. Ăn cho đang kêu. Ô tô này tí mẹ phải có hai tay. Mẹ mới chỉnh nó lại đẹp được. Đấy. Tên nào? Mẹ có hai tay, mẹ sẽ chỉnh lại. Mẹ sẽ lấy cái đất sét thừa đi này. Đất sét thừa nào? Đất sét thừa xung quanh cái viên ô tô ấy. Mẹ chỉnh nhá. Mẹ tắt đi, mẹ chỉnh nhá.